Vụ cháy xảy ra lúc gần 9 giờ sáng nay, bắt đầu bùng phát tại một xưởng gỗ rộng khoảng 200 mét vuông ở xã Hữu Bằng, bên trong chứa nhiều tấm gỗ và đồ gỗ thành phẩm như giường tủ. Gió thổi mạnh đưa lửa sang các xưởng sản xuất đồ gỗ nội thất bên cạnh. Cột khói đen bao trùm diện tích cả nghìn mét vuông và bốc cao hàng chục mét. Các xưởng gỗ này thuộc khu đất quy hoạch dự án xây dựng trường học nằm dọc tuyến đường chạy qua ủy ban nhân dân xã Hữu Bằng, kéo dài khoảng 100 mét. Đa số nhà xưởng kết cấu tường gạch lửng, khung thép quây tôn, lợp mái tôn. Ngay khi đám cháy bùng phát, người dân đã thông báo cho lực lượng chức năng, công an huyện Thạch Thất đã điều 4 xe chữa cháy và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức dập lửa, nhận định hiện trường có nhiều khả năng cháy lan, công an huyện Thạch Thất đã phối hợp với trung tâm chữa cháy số 2, cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội, cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hoài Đức, Quốc Oai Đan Phượng huy động thêm nhiều phương tiện và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Đến 11 giờ 40 phút, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Bà Nguyễn Thị Ngọc, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội cho biết Hiện tại thì bây giờ đang thống kê sơ bộ. Ban đầu thì có khoảng 8 lán xưởng bị thiệt hại. Thì trong đó có 4 lán xưởng thì thiệt hại hoàn toàn, còn 4 lán xưởng kia thì cũng chỉ bị ảnh hưởng thôi. Không có ảnh hưởng gì về con người. Về cái nguyên nhân xảy ra vụ cháy nổ, cái tổng giá trị thiệt hại thì các cơ quan chuyên môn người ta đang xác định.